Trời ơi, con hẹn chú ở cổng công viên mà chú chạy ra đâu cổng Sài Gòn vậy? Biết rồi, từ từ tao tới mẹ ơi. Là lẹ chú ơi. Biết rồi. Tôi tới liền nha. Biết rồi. Hả? Rồi, lẹ chú. Ơi khổ ghê, con này không hẹn sao giờ này không tới. Cái gì vậy? Trời ơi chú ơi. Sao chú đi đâu mà trễ như vậy? Tao phải lo chạy xe kiếm tiền chứ đâu có đi rảnh rỗi đi lo chuyện cho mày. Trời ơi chú làm cái câu chuyện này đi, chú khỏi chạy xe. Bảo đảm chú là có nhiều tiền, chú trở thành đại gia luôn á. Đại gia ông nội, mày còn chưa có ăn, mày kêu tao mày rủ tao làm giùm mày rồi đại gia. Nghe lời con đi. Làm gì? Bây giờ chú có thể làm ba con được không? Thôi khỏi đi nha. Tao hai đứa con tao nuôi chưa nổi, tao nhận mày làm con nữa chắc tao chết đói luôn quá. Mày ăn như trâu vậy mà. Chú ơi, làm ba đây là ba nuôi thôi chứ không phải ba thiệt đâu. Mày nuôi cũng phải nuôi mày. Thôi mày đừng có gài tao mày ơi. Không có sao đâu, con nói chú nghe nè, có lý do hết á. Chuyện gì? Tại vì con quen cô bạn gái ở trên Facebook á. Mà nhà cô rất là giàu. Bữa nay má cổ đòi tới coi mặt con. Mà cho ở đây có một mình nè, không có ba má trên này. Thành ra là chú giúp con, chú giả ba ra nói chuyện với lại cho người ta là xong rồi là... À giả bộ hả? Dạ giả bộ vậy thôi. Được không? Được. Dạ nha, rồi chú giúp con đi giùm đi. Thôi đi thôi. Gì? Trời ơi chú bận rồi vậy là chết con rồi. Con lỡ nói với cô đó là con này là phó tổng. Còn ba con là chánh tổng. Bây giờ đâu phải thời xưa đâu mà làm chánh tổng ghê vậy mày? Làm lớn công ty đó, ta kêu bằng cái gì đó. Nói chung là làm trùm thiên hạ đó. Nhớ nha, lát nói người ta là chú là trùm. Rồi. Làm lớn nhất, nghe chưa? Mà... Giờ chú kiếm bộ đồ khác chú thay giùm con đi. Rồi. Ăn mặc gì ta nhìn ta khi dễ chết. Biết rồi. Nha. Ê, nhớ chờ trả tiền ha, chứ tao tiền gửi tiền xe ra vô. Rồi, bao nhiêu tiền lát gửi tính xe ra vô hết mấy ngàn rồi đó. Rồi, vô xe để. Chưa chạy được cuốc nào hả mày? Rồi, cảm ơn chú. Ờ. Khổ ghê. Ây da. Ây. Dạ chào bác. Bác có cần đi không để con giúp? Bác ơi, bác có kiếm ai về con có thể giúp bác được không? Con giúp bác ạ? Dạ. Vậy con ơi, con cho bác hỏi là nãy giờ con có nhìn thấy người trong hình lạn qua lạn lại ở đây không? Người trong hình hả? Trời ơi, cái này là con nè. Thôi con ơi, con đừng đùa như vậy. Con ơi, con có thấy cái người trong hình nãy giờ đi đâu ở đây không hả con? Hình này là của con nè, cái mặt tròn tròn nè, trời ơi, mặt dễ thương nè. Phải con không? Dạ, con đó. Sao trong hình và ở ngoài khác quá vậy? Chụp hình con dùng cái phần mềm 360 độ mà. Nó láng lắm dạ. Xóa mẹ con da chó rồi. Vậy là con là người ở trong hình? Dạ. Bác đây. Ủa? Bác đây. Nói gì bác đây? Bác là mẹ của bạn con đây. Ồ, vậy là bác là mẹ của cái bạn của con. Mà có cái nickname là con thỏ trắng có bộ lông đen thui đó hả? Đúng rồi, nó đổi tên rồi. Ủa, đổi tên gì bác? Cái tên đó vô lý quá, bác lên ý kiến cho nó đổi tên rồi, lấy cái tên khá hợp lý hơn. Tên gì bác? Con thỏ đen có bộ lông sánh nhách, hợp lý không con? Con thấy cũng giống vậy mà, đâu có gì đâu. Bác thấy hợp lý mà. Không hợp lý đâu. Bác thấy hợp lý. Nó chỉ là đổi lông thôi chứ không có gì hết trơn á. Không, bác thấy hợp lý mà. Không hợp lý mà. Tao thấy hợp lý mày. Ủa sao bác nói? Không phải. Bởi vì nhiều khi bác bức xúc quá nên bác lòi. Dạ. Con ơi, con thông cảm cho bác đó con. Con là người trong hình đúng không? Dạ đúng. Con ơi, con cho bác hỏi là con có phải là chó không? Hả? Con có phải là chó không? Dạ không, con là người chứ không phải chó. Bác biết rồi, con là chó. Dạ không, con là người chứ không phải chó. Con gái bác nói con là chó mà. À, tên của con là Charlie. Đúng rồi, chó lì. Dạ không, Charlie. Chó lì. Charlie. Tao nói chó lì. À, muốn kêu gì kêu cả mẹ lại đi. Chỉnh mắt mày, nó thấy lì lì rồi đó. Có con chó nào nó không lì không? Dạ.
bực bội. Ủa sao bác nói chuyện có lúc này lúc khác là sao vậy? Nhiều khi bác bực bội quá, bác bực bội quá, bức xúc quá thôi, chứ không có gì, bác dễ thương lắm, bác hiền lắm. Dạ. À, con ơi thông cảm, bởi vì bác là bác ở bển nên nói tiếng Việt bác không rành. Ồ, bác ở bển. Bác ở bển. Bác ở đâu vậy bác? Bác ở LA. À, ở Los Angeles là cái thành phố lớn nhất Cali đó mà. Ừ, Long An. Cái gì kỳ vậy? Sao Long An? Bác ở Long An, bác ở biên giới. Ở biên giới nào bác? Cam. À, quận Cam, Orang County. Orang County mẹ gì ở Campuchia đấy. Yeah. Ừ. À này con, bây giờ con, bây giờ con ở đây rồi, bây giờ cho bác hỏi là ba chó đâu? Hả? Ba chó, ba của chó đâu? Dạ. Bây giờ có thể là lôi đầu ba của chó ra được không? Dạ, thôi rồi, cái đó là tao nói là mời chứ không phải lôi đầu dạ. Rồi rồi, bây giờ lôi đầu thành ba con chó ra gì đi, không mất mệt quá, lôi đầu ba con ra đi. Dạ. Nhanh đi con. Dạ dạ. Chú ơi chú. Rồi rồi rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Chú đâu rồi? Ra liền, ra liền, đây. Hả? Trời đất ơi, thằng khùng nào vậy? Trời ơi, chú ơi, chú ăn mặc gì kỳ cục vậy? Hả? Thì mày kêu mặc bộ kia nó giống xe ôm. Tao đổi bộ này. Chú thấy bộ này đâu ra vậy? Xin lô. Tao mượn của ông Bảy nè. Ừ, cái... bận đồ... Thôi kệ đó. Ai biết là mày kêu có miễn sao đồ nào cũng được mà, cho kỳ gì. Thôi rồi, rồi, rồi. Để qua vụ loan bên. Quay về qua nói chuyện con. Đây là má vợ tương lai của con đó. Ồ dạ. Dạ. Con dạ. Ơi, con nói chuyện với thằng khùng xong chưa? Dạ 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 dạ, dạ không có. Dạ đó. Dạ. Mày nói bà, tao cản cản tao quánh bà. Dạ dạ. Mẹ già xí đú. Dạ, không cảm. Dạ đây ba, ba của con. Dạ. Cái gì ba con hả? Dạ. Ôi nhìn ông anh tỉnh táo quá. Không phải đâu, thầy nghiêm nghiêm túc. Hả? Trời đất dạ. Ơi. Rất nghiêm túc. Trời ơi. Nói bà... Trời ơi. Cái gì vậy chú ơi? Cái chú nghĩ sao vậy? Cái nịnh trả mặt hơn mày. Chú ăn tao nịnh rồi tao phải ra vô đây rồi. Mày coi đằng sau nó dư cả khúc rồi đó. Mà chú nghĩ cho ăn mặc gì kỳ cục vậy? Ô kệ mẹ nó đi. Cái quân lường khung mà sao băng cái địch gì vậy trời? Vậy cho nó lịch sử mẹ. Cái gì địch hiểu gì vậy? Cái gì? Cái địch hiểu gì vậy? Nó nói cái hiểu gì ai biết, hiểu heo, hiểu hơi gì ai biết. Cái gì vậy trời? Ủa bà chị. Trời ơi nhìn anh, nhìn ông anh nghiêm túc quá. Rất nghiêm túc. Ông anh cái nghiêm túc quá. Cái này là cái hàng hiệu. Hàng hiểu gì? Là chỗ này nó chỉ là hàng đấy. Hàng hả? Ôi trời ơi. Ừ, chết rồi, chú Nguyễn ăn nói cho đàng hoàng. Cái ôi, đàng hoàng ông mẹ vậy. Như cái hàng như chỗ này, chết rồi. Nó sẽ kéo lên giùm cái đi. Kéo không được, mà bây giờ cái chỗ nào nó sẽ về vị trí của nó là mày thấy không? Trời đất ơi. Nó xuống đúng cái chỗ nó ngừng lại. Đó. Dạ, dạ, bác thông cảm. Dạ, dạ. Ông ai cái vậy đi, mệt quá bà. Đứng thẳng dùm cái đi. Trời ơi. Ông mượn ngửa gì ghê vậy. Chết. Trời ơi. Ôi. Lần đầu tiên thấy có người đeo dây nịt tụt xuống dưới đây. Ai. Nếu sao có dây nịt được thì thôi. À, thôi mặc kệ ông anh muốn làm gì thì làm. À, à. Ông anh ơi thế cho tôi hỏi. Anh nói nãy giờ ông anh giống như là người Việt Kiều à. Ờ tôi ở nước ngoài. Ông anh ở nước ngoài. Ông anh ở nước nào? Nước nào? Hả? Tôi ở nước tiểu. Cái gì? Cái gì vậy trời? Đó nước tiểu Vương quốc Ả Rập. Dạ tiểu Vương quốc Ả Rập. Mày không cho tao biết ở đâu hả? Hết hồn tưởng cái nước gì nào á? Tiểu Vương quốc Ả Rập trời ơi. Trời chỗ nó giàu lắm á. Ồ chỗ đó buôn bán dầu khí. Ra là thế à. Ông anh ơi, ông anh cho tôi hỏi là ông anh tên gì? Tôi họ Tàn. Ông anh họ Tàn. Thế sao? Đâu cái từ này nổi tiếng chút xíu. Cao Thái Sơn. Tôi tên là Cao Thái Sơn. Ông anh là Cao Thái Sơn à? Tôi là cha của nó, công trà như núi Thái Sơn. Trời ơi, hay
quá ông ơi. Tao lao cái này thằng ca sĩ mà. Ông ơi ơi. Còn bà chị tên gì? Tôi là Tăng Thanh Hà. Ủa thì ra là bà chị cũng họ Tăng. Đúng rồi. Tôi có đứa em họ Tăng mà nó đi xa rồi. Ô nó tên gì? À, Tăng Sông Máu. Từ ơi cái gì vậy? Cái mẹ nó đu ta đâu. Cái gì mà Tăng Sông? Tôi giết con rồi. Nói nó đàng hoàng cái coi. Mày vô ghen quá. Giỡn hoài. Trời ơi nói chuyện với ông anh tôi muốn tăng huyết áp quá đi. À, ông anh ơi cho tôi hỏi là ông anh làm cái nghề gì vậy? Trùm thiên hạ. Trùm thiên hạ. Cái nghề gì kỳ vậy? Làm lớn đó trùm. Trùm là có nhiều người đó. Có nhiều người. Có nhiều người à? Tôi là chúa đảng. Cái gì vậy? Trời ơi. Chứ tao có biết làm cái giống ông vậy? Chủ tịch. Tôi là chủ tịch chủ tịch hội đồng. Hội đồng hội đồng gì? Hội đồng hương. Cái gì vậy? Cái gì kỳ cục vậy? Hội đồng hương cái gì? Chứ cái vậy? Hội đồng quản trị. Chủ tịch hội đồng quản trị. Dạ đúng rồi, dạ quản trị. Ông anh vui tính quá, nói chuyện với ông anh vui tính quá. Rất vui. Công ty của anh kinh doanh về cái gì? Công ty của tôi chuyên du lịch. Du lịch à? Chờ tất cả mọi người ở trên thế giới đi vòng vòng bên quận tư. Ủa thì chạy. Thì ông có cái gì vậy? Ủa thì bây giờ tao chạy xe ôm quận tư tao nói vậy. Mày xe ôm cái gì ở đây? Bà mẹ mày xăng mới lên 300 nó tao đang đau khổ. Nói lại giùm cái thôi. Công ty du lịch chở khách đi khắp nơi. Người trong nước cũng như người ngoài nữa. Có nghĩa là chở khắp tôi điều hành tất cả. Dạ. Rất nhiều. Ôi hay quá ông anh. Tại chỉ không nghiên cứu chứ một cái xe ôm thường thường có mấy chục cái nang xe. Cái gì? Du lịch. Xe du lịch. Du lịch. Ôi nói chuyện với ông anh tôi vui quá. Còn bà chị? Tôi là chuyên bỏ mối bột mì cho tất cả trên thế giới đấy. Tất cả các nước trên thế giới đấy. Thế thì hay quá đi. Đúng rồi. Thế là mình cũng muốn đăng hộ đối rồi. Đúng rồi. Ông anh, tôi có một câu muốn hỏi ông anh nhá. Cứ tự nhiên. Nãy giờ ông anh nói cái tiếng như vậy, ông anh có mệt không? Nói thẳng ra cũng mệt chết mà. Chứ tôi cũng mệt chết nha. Vậy thôi nói bình thường đi bà nội. Vậy đi, nói bình thường đi. Đây nè, bà nói được. Trời ơi, bây giờ nói không được, nó nói được thì nó nói đi. Bởi vậy, chị làm tôi khổ quá đi. Nói vậy cho có công cách đó mà. Trời đất ơi, khổ dễ sợ. Sao? Bây giờ vậy nè, đợi con gái tôi. Đâu con gái đâu, Đợi nó chút xíu, trời đất ơi, con gái tôi đang sửa soạn. Dạ. Bây giờ sửa soạn cho nó xấu bớt. Mày biết sao không, nhà tôi là, con gái tôi nó đẹp quá. Nhưng mà nhà tôi là tiêu chí là cái nết đánh chết cái đẹp. Con gái của tôi nó đẹp y chang tôi. Đó, cái nết nó hay tôi lắm. Tôi muốn tìm đứa con đó để về làm dâu nhà tôi. Đó. Cái nết nó phải đánh chết cái đẹp chị đó. À. Đó, mà tôi không biết là chị có nết không chứ tôi thấy chị xấu rồi đó. Mẹ mẹ nó có tí mà. Không sao. Nói chung là bây giờ là lát chút xíu để tôi gọi con gái tôi tới. Nó tôi gọi gần ra chưa? Nó gần ra chưa? Chờ chút xíu tôi gọi con gái tôi. Chuẩn bị có dâu nó phải nghiêm túc chứ mày. Chị đang nói chuyện điện thoại. Trời ơi, cái gì vậy chú ơi? Tôi giận. Ông anh ơi, tôi nói chuyện điện thoại được chưa? Tôi nói nha. Là mày thấy nó tự tụt không mà. Tụn cái thai thổ mà tao cái tụt thổn thập hả? Cái tụt tụt tụn tụn bẹt bẹt à. Cái gì vậy chú? Bà nói gì tụn tụn tẹp thế? Tao nghĩ mày nên bỏ con này đi. Sao vậy? Thấy mẹ con mẹ này. Cảm ơn chị. Mẹ con mẹ này mất vệ sinh quá. Sao vậy? Nói chuyện điện thoại gì mà tủi tủi bẹt bẹt đấy quá. Nó tới liền. Má! Con gái! Trời ơi, tới đây lâu chưa? Trời ơi, mới đợi con nãy giờ. Má! Hả? Trai đâu? Đấy, đây con. Em. Trời sao lâu quá vậy? Trời lâu quá hả? Em phải xin lỗi nha. Tớ
đáng lẽ là em tới đây sớm rồi đó, nhưng mà bị tớ bụng quá, ở bụng quá cái sợ nó hạ đường huyết cái xỉu, cái tạt vô chợ dùng chuối ăn tô bún mắm đó, cái sợ ba anh chờ á, cái nuốt chồng không đâu có kịp nhai đâu, giờ nó dính mẹ miếng thịt heo này nè, không lấy rồi anh lấy rồi mẹ cái rồi nó dính ở trong đây nè. Hả? Nè 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 nè, bắt đầu có nết rồi, có cái cầm sữa găng luôn á, xỉa xỉa nè nè, đây nè anh xỉa xỉa nè. Trời ơi, trời, hai đứa làm gì vậy? Ủa gì vậy? Bà mẹ mày hất cái miếng thịt gì mà con chó nó đụng nó muốn chết. Trời đất ơi. Mày nhảy như người ta nhảy đá vậy mày. Còn anh? Ủa thằng cha anh đâu? Thằng cha anh đâu? Thằng cha? Cha cái gì? Nói cô vậy là sai rồi, thôi nói là ba. Cho mình góp ý là cô nên về dạy con cô lại đi nha. Hả? Nó hơi bị mất dạy rồi đó. Em thấy rồi, thằng cha anh đứng với con gái mẹ em kìa. Trời ơi, để hôm qua anh nói ơi, chết rồi. Vậy chào ba. Chào con. Dạ, dạ xin lỗi bác, con tới trễ quá, bác đừng giận con nha bác. Dạ, dạ lần... Cho hỏi thăm bà chị. Hả? Sao không anh? Con chị nó có đi tắm sông không? Hả? Sao vậy? Cô quên bỏ đồ gì mà sông không mà sao như mắt đường dưới vậy? Ủa, nó gặp tôi nhìn mặt tôi nó cười y như con chó dại vậy giờ. Trời ơi con ơi, nói chuyện đàng hoàng lại con. Nó na thùy mỹ, đoan trang hiền thục chứ đâu mà kỳ cục hả? À. Trời ủa gì vậy bác? Cái nịt, bộ mày không biết phân biệt cái nịt hả? À, cái nịt nó ngộ. Mặt con thung mà thắt cái nịt đó. Cái đó là chuyện của bác. Dạ, dạ bác. Dạ, xin lỗi bác, bị tính tình con là thật thà, thẳng thắn. Con thấy sao con nói vậy? Dạ, có gì bác đừng giận con nha bác. Dạ. Không có giận hơn dạ. Gì đâu con. Con không giận nha. Lần đầu gặp bác, con thấy bác xấu chết mẹ luôn. Trời ơi. Bác xấu dữ vậy anh? Anh ơi, chúc bà anh xấu quá vậy. Xấu xúc phạm rồi, nhìn luôn á má. Nín. Chú đừng giận chú. Tại tánh cổ vậy đó. Thấy tao quế quế con này rồi nha. Thôi mà chú ráng giúp con đi mà. Nó qua chuyện bữa nay đi. Thì không giúp mày sao được. Dạ. Mày giúp luôn. Con gửi tiền cho chú mà, chú đừng có lo chứ. Dạ dạ xin lỗi bà chị anh. À, bây giờ tôi thấy con tôi nó cũng thích con chị. Dạ. Nó cũng thương con chị. Dạ. Thôi mình bàn luôn cái chuyện đám cưới đi cho xong. Dạ dạ đúng rồi ông. Tại tôi công việc nhiều lắm. Dạ gửi dạ. Gửi xe 20-30 ngàn. Hả? Ủa không có gửi ba à. Phải đi mua 20-30 cái xe về nữa. Dạ. Để chuẩn bị làm du lịch. À dạ dạ thôi giờ em không có làm phí thời gian của ông anh nữa. Bây giờ vậy cho bàn chuyện đám cưới luôn. Mình bàn đãi tiệc đi. Bây giờ sao? mình đãi đâu? Giờ tôi là tôi thích cái gì nó đừng có phô trương quá là tôi không có thích. Mình làm cái gì đơn giản thôi. Đúng. Bây giờ mướn 50 cái trực thăng á, xong rồi ba vòng mà xong thải dây xuống xong rồi kêu khách đu dây lên đó lên ăn được không anh? Tao vàng á. Ủa gì vậy chú? Cái gì đâu về? Bà mẹ bà má vợ mày đãi như câu cá vậy. Cho người ta ăn đám cưới mà cho người ta ngồi đàng hoàng với mướn trực thăng đi vòng mà bay bay rồi nhào vô táp hả? Mệt lắm. Ta đi về. Thôi mà chịu khó đi. Giải quyết. Thôi về đi. Không anh. Dạ dạ sao bác? À, đãi như chị khách ăn mệt mỏi. Dạ. Bây giờ theo tôi là đãi đàng hoàng. Cái chỗ mình đãi đàng hoàng lịch sự. Đàng hoàng. À, anh vừa ông anh muốn đãi ở đâu nè? À, đãi cái tòa nhà cao nhất thành phố đi. À, tòa nhà cao nhất thành phố hả? À, tòa 96 tầng đúng không? 7 tòa 96 tầng. Không phải 96 tầng. Chứ nhiêu? 69. 96. 69. Không phải sao anh cãi tôi nói 96 tầng mà mắc cười không? Trời ơi 69 mà sao cãi quá vậy? Trời ơi tôi làm gì có nói biết bao nhiêu năm anh nghĩ sao tôi nói 96 tầng anh cãi tôi. Đây nè quen hết nha. Trong đó là tất cả những người quản lý trong đó tôi quen hết. Trời ơi tôi đây nè tôi giao dịch ở đó 15 năm 15 năm trong nghề sao tôi không biết được. Tôi ở đó 30 năm rồi. 30 năm gì anh làm gì đó tôi nè. Tôi bán bánh mì ở đó 15 năm rồi nè. Ta chạy xe ổn đó 30 năm rồi mà sao cãi không à? Trời ơi cái gì vậy? Trời ơi cái chỗ đó nó mới xây lên mà sao cãi quá. Trời ơi cái gì vậy chú? Ba mẹ nó tôi bực bội à. Ông anh làm gì vậy? Cái gì vậy? Dẹp cái đó vô được không? Mày tôi nói cho ông anh nghe, ông anh đừng có xào với tôi làm ở đó 15 năm tại sao tôi không biết ông anh chạy xe ổn đó 20 năm? Hả? Cái đậu ngay chỗ đó mà, tao mua bánh mì hoài mà chỗ nào bánh mì rẻ là tôi mua ăn hết. Ôi anh vừa anh ủa chứ anh nói chạy xe ôm nhiêu cuốc? Tôi chạy 25 ngàn. 25 ngàn hả? Từ đó. Trời ơi tôi đi có 15 ngàn qua quận tư có khứ hồi luôn. Hẹn chứ tôi không đi anh là tôi không gặp anh là phải rồi. Chứ sao tôi không gặp bà? Sao? Tôi ăn bánh mì rẻ mà sao không gặp bà? Trời ơi tôi bán có 8 ngàn ổ chừng nhiêu trời à? Trời ơi tôi mua bên cô Bảy á có 6 ngàn rưỡi à. Trời ơi vậy bởi vì anh là anh chơi tôi mắc đúng không cho nên không thèm mua đúng không? Đúng rồi. Ủa chứ tính ra là anh là bán xe ôm đó luôn hả? Tôi chạy xe ôm tôi đậu xe trước cái nhà đó mà. Ủa vậy hả? Ủa
Ủa sao ta lộ ra nào vậy? Lộ cái gì bên kia là sao vậy? Ủa vậy này là gì của anh? Dạ. Này là gì của anh? Nó thề á. Con này mướn tôi luôn nè. Trời ơi. Trời ơi, vậy là hai đứa mình là nạn nhân nè. Trời ơi. Đâu có biết đâu, báo mì mà anh đâu có biết. Ai biết đâu? Ủa đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Sao mệt nha? Ủa hai đứa tôi làm sao? Kệ mẹ tụi bay. Đi. Trời ơi, anh đâu có biết đâu, em bán rồi đó, là anh biết anh tên ăn bánh mì rồi. À sao anh nói ba anh là cái gì, chủ tịch hội đồng quản trị du lịch thế giới mà bây giờ tự nhiên chạy xe ôm là sao? Cô vừa đổ vừa gì? Vừa gì? Bán bánh mì và bán bánh mì xe mà nói là phân phát bột mì toàn thế giới. Cô mới nổ à? Anh mới nổ á? Cô nổ? Anh nổ? Cô nổ tao đó? Anh nổ đó? Cô nổ? Anh nổ? Hai đứa bay nổ? Bực trời mình. Ơi! Đứng ở đi. Đứng đây chi, đi vô chứ đứng đây chi. Dạ không, đứng đây đứng đi. Đứng đây đi, chào chứ sao vô được. Xin cảm ơn danh hài Hoài Linh, danh hài Chí Tài cùng với Gia Linh và Lâm Vĩ Dạ.